12 thứ đầu tư càng sớm, càng hạnh phúc khi về già. Một, Đầu tư vào trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm là những tài sản vô giá. Cơm ăn vào bụng, sách đọc vào đầu, không ai có thể cướp đi được của bạn. 2. Đầu tư vào con tim, con tim cần có sự dẫn dắt của lý trí. Trải nghiệm và học hỏi từ những lần đúng, sai sẽ giúp bạn ra quyết định chính xác hơn trong tương lai. Những bài học từ thất bại là những viên gạch vững chắc giúp bạn xây dựng con đường đúng đắn. 3. Đọc nhiều sách, đi nhiều nơi. Hãy cân bằng giữa việc trao dồi kiến thức qua sách vở và mở rộng tầm nhìn qua những chuyến du lịch, trải nghiệm thực tế. 4. Tình cảm gia đình. Đừng để vòng quay bận rộn của cuộc sống khiến bạn lãng quên giá trị của gia đình nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón bạn trở về. 5. Đầu tư vào tài chính. Đừng chỉ tích chữ tiền trong hòm. Hãy để nó làm việc cho bạn. Khi bạn đạt tự do tài chính, bạn sẽ giải quyết được nỗi lo lớn nhất mà nhiều người phải đối mặt trong cuộc sống. 6. Đầu tư vào tình bạn sao? Hãy lắng nghe và ở bên những người bạn thực sự. Một người bạn tri kỷ sẽ luôn đồng hành, giúp bạn vượt qua khó khăn và tiến lên cùng nhau. 7. Đầu tư cho con cái bằng cách phát triển bản thân, bạn là tấm gương của con cái mình. Muốn con cái hiểu giá trị của việc học, bạn cần tự bồi dưỡng và làm gương. Lãnh đạo không phải là nói mà là hành động. 8. Đầu tư vào sức khỏe, một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh là nền tảng giúp bạn vững vàng trước mọi thử thách của cuộc sống. Hãy chăm sóc bản thân để sẵn sàng đương đầu với khó khăn. 9. Đầu tư vào thói quen, hãy phát triển những thói quen tích cực và loại bỏ những thói quen tiêu cực. Người thành công thường có những thói quen như đọc sách, đi bộ, lập kế hoạch cho ngày mai và kiên trì thực hiện. 10. Đầu tư vào những sở thích tích cực sao sao. Hãy dành thời gian cho những thú vui tích cực giúp bạn giải tỏa căng thẳng và làm mới bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng. 11. Đầu tư vào các sự lựa chọn chọn vợ, chồng, bạn bè nghề nghiệp và nơi ở tất cả đều là những quyết định quan trọng, phát triển khả năng phân tích và đánh giá để lựa chọn sáng suốt, tránh phải ân hận về sau. 12. Đầu tư thời gian vào những bài viết chất lượng thay vì lãng phí thời gian với những tin tức giật gân. Hãy đọc những bài viết chuyên sâu chứa đựng kiến thức giá trị. Hiểu về tài chính, cuộc sống sẽ giúp bạn định hướng tốt hơn khi còn trẻ.